Em xin chào đến tất cả cô chú anh chị và các bạn Sài Gòn hôm nay chiều ngày 7 tháng 9 năm 2021 và trước mặt anh chị đó là khung cảnh của hình ảnh của một ngôi chùa, chùa Thất Cao Đài, quận 1 ở trên đường Cô Bắc. Cũng có rất nhiều anh chị cũng hỏi bên hông nhà của Minh Lâm TV đó là ngôi chùa gì vậy? Mỗi clip đều có comment đó. Và hôm nay chiều nay thì sẵn tiện quay những hình ảnh trên sân thượng này, rồi sẵn đây chia sẻ với anh chị vài thông tin ở Sài Gòn. Và chiều nay thì em dự định sẽ sắp xếp lại các chậu vuông đất cho các cây. Mỗi ngày thì đều kiếm một cái việc gì đó để làm, rồi chia sẻ anh chị vài thông tin trong cái tình hình dịch bệnh ở Sài Gòn phức tạp như thế này. Và hôm nay chúng ta thấy khung cảnh xóm hẻm vẫn vắng lặng và ngoài đường cũng vậy. Và Sài Gòn tiếp tục thực hiện lệnh giãn cách xã hội tới ngày 15 tháng 9. Và sau 15 tháng 9 này thì sẽ có những cái thông báo mới. Nhưng mà không biết những thông báo đó như thế nào. Thì chúng ta chờ tới ngày 15 tháng 9 để xem tình hình như thế nào ha. Thì hôm qua ông chủ tịch thành phố có live stream rồi để giải đáp thắc mắc của người dân, thì trong đó đa phần các câu hỏi là khi nào Sài Gòn sẽ được mở cửa lại và người dân khi nào mới được ra đường, khi nào mới được đi làm lại, thì hầu như là ai cũng thắc mắc. Và chiều nay thì em dự định sẽ dời cái chậu lá lốp này qua cái chậu cây kim tiền này, tại vì cây này để qua đây nó tốt hơn, hai vị trí này hoán đổi với nhau, với lại làm cái chậu đất cho cái kệ này. Cái này để đất bữa giờ lâu lắm rồi, hôm nay mới lấy ra để sử dụng, để chăm sóc. Bữa này cái này trồng hoa 10 giờ nè, nhưng mà trước cửa lâu quá rồi không có chăm sóc, không có tưới gì hết đó, nên thành ra nó cũng không còn. Do là không có ít mở cửa nên việc chăm sóc nó cũng ít luôn, cứ lây quay ở trong nhà lên sân thượng thôi. Chậu này nặng á, nó cũng xanh tươi là chuẩn bị ra tược rồi đó. Đó, ba sẽ dời cái chậu này đi ra nắng cho nó tốt. Tình hình là bây giờ sau 15 tháng 9 thì nhà nước sẽ mở cửa từ từ những cái cửa hàng, những khu mà được gọi là vùng xanh, như bây giờ là quận 7 đó, quận 7 với Củ Chi. Và chỗ này sẽ dời qua đây. Nãy em biết dừa, không biết dừa hay không. Nghĩ chắc là vừa. Và sau một hồi di dời thì chúng ta thấy cái vị trí này nó có vẻ là nó phù hợp hơn so với cái chậu lá lốp. Đó, rồi đây bên đây thì chậu lá lốp sẽ qua bên đây. Đó, những loại rau sẽ dồn lại một khu. Nhìn thấy nó dễ nhìn hơn, với lại dễ chăm sóc hơn. Và bây giờ chúng ta tiếp tục tới cái chậu treo này. Ở đây cái chỗ đất dư, thao đất dư hôm bữa ở bên kia khế đổ ra. Ở đây bịch đất hôm qua đào từ bên nhà bên đây đổ qua, giờ sang ra cái chậu, sang ra cái chậu này.
cái này đất này cũng lâu rồi, nó cũng dẻ, nó không có tốt nữa. Ở trong nhà thì Đồng đang dọn chỗ để chuẩn bị làm cái bàn để học online. Đó, nên thành ra bữa nay ai cũng có việc làm hết. Rồi bây giờ đổ nó ra. Vừa làm vừa chia sẻ vài thông tin ở Sài Gòn đến với anh chị. Ba mẹ đừng có bỏ cho em bé rồi. Còn nhiều lắm. Ở đầu của nhà đang dọn dẹp trong nhà. Tình hình sau ngày 15 tháng 9 như thế nào thì vẫn chưa có câu trả lời, vẫn chưa có đáp án, còn phụ thuộc vào tình hình nữa. À, ông chủ tịch nói như vậy. À, đất này nó lâu ngày nó cứng quá rồi, nó không có xốp nữa. Bây giờ hầu hết người dân đã cạn kiệt tiền, các doanh nghiệp cũng cạn theo luôn, mà quan trọng là các doanh nghiệp không còn tiền là coi như công nhân nhân công cũng không có luôn. Hầu hết cỡ 70% các doanh nghiệp bây giờ là tạm ngưng hoạt động, không ai làm gì hết trơn. Bên em bán máy tính này, nhưng mà bán sỉ, nhưng mà các đơn vị vận tải họ không có làm việc á, nên là ra chuỗi cung ứng cũng đứt gãy luôn, không ai giao hàng, không ai vận chuyển, cũng thua thôi. Đất này rất là tốt, đất này có cát, nó trộn giống như trộn hồ. Nó vừa đất cũ vừa đất mới trộn. Đất này có mấy con trùng, con này đông sao không? Không à. Thôi giờ đổ vô cái chậu rồi tìm chỗ để thích hợp để cái chậu này. Chậu này có mấy con chuột nó qua nó kiếm rau nó ăn hoài, buồn ghê. Bây giờ ai cũng trông để chích được 2 mũi vaccine để đi làm, để được đi lại. Nghe nói là những người được chích 2 mũi thì được đi làm, rồi được mở cửa kinh doanh trở lại. Chứ bây giờ rất là nhiều khu ở Sài Gòn đang là điểm nóng, đang là vùng đỏ, là vùng có nhiều ca lây nhiễm, nên việc hoạt động trở lại thì cũng phải có cái phương án gì đó nó thích nghi mới được chứ. Tại vì bây giờ tình hình bây giờ nó căng hơn là lúc ban đầu các lệnh, các chỉ thị, nên bây giờ mà muốn trở lại bình thường thì chắc cũng không không được. Đồng đang dọn dẹp sách ở trong. Cái chậu này có thể là trồng cải nữa. Trồng cây gì ngắn ngắn thôi được, chứ còn cây cao quá không tốt nổi. Các ngành rồi bây giờ các ngành công nghiệp, rồi các ngành du lịch, thủy hải sản đồ đó, nói chung là ngưng hết. Du lịch là hoàn toàn là ngưng luôn, khách sạn đó đâu còn hoạt động gì đâu. Có những khách sạn có hoạt động là cho những người cách ly, người dương tính với Covid. Những người có tiền người ta chọn khách sạn để người ta ở, nó an toàn.
mà cũng không có nhiều nữa, không có nhiều khách sạn. Rồi người dân bây giờ coi như là bữa giờ mấy tháng người ta ở nhà thất nghiệp, rồi có nhiều công ty đâu có trả lương như các bộ phận làm dịch vụ bảo vệ đó, coi như là nghỉ là ở nhà luôn rồi, đâu có làm gì nữa mà có lương, nên người ta cũng không có tiền để xây sở. Như bên trong đây có một cái chú xưa giờ làm bảo vệ, ăn ở tại cơ quan công ty luôn, nhưng mà do dịch bệnh công ty nghỉ, rồi bây giờ đi ra đường ở luôn, chứ không có chỗ để ăn ở luôn á, mình khổ lắm. Rồi sống qua ngày nhờ các bữa ăn của hàng xóm đó. Người cho này người cho kia, bữa nào người ta cho nhiều ăn nhiều, cho ít ăn ít, chứ hồi đâu có đâu mà ăn. Đó, coi như là chỗ này xong rồi nè. Chiều mát mát sẽ để cây vô, giờ nắng quá bứng cây sợ chết. Giờ phần đất còn lại em đổ vô cái mấy gốc cây. Rồi giờ tiếp tục tới cây táo này. Cây táo này bữa giờ đất nó cũng dễ dẻ rồi, mình tưới nhiều quá nó không có rút luôn á, nên giờ chăm sóc nó. Đây nó cũng đang chuẩn bị ra trái đó, nó bông quá trời. Bây giờ ở nhà chỉ hết đào cây này tới bới cây kia, hết đào bên sân thượng này qua đào bên sân thượng kia, đỡ buồn. Nói chung có công việc làm, với lại có chút cây, chút màu xanh dễ chịu hơn. Bây giờ các doanh nghiệp hầu như là nhà nước hỗ trợ cho việc vay vốn để duy trì trả lương cho nhân viên. Nhưng mà nếu mà công ty mà lớn thì chắc không biết vay bao nhiêu cho đủ. Còn cây này là cây quế, nó vay chỉ có 1-3% vốn điều lệ thôi. Như công ty vốn điều lệ 1 tỷ thì được vay như ta, tỷ 10% là 100 triệu, 3% là mấy chục triệu, mấy chục triệu thôi. Một tới 30 triệu nếu công ty vốn điều lệ 1 tỷ, còn công ty vốn điều lệ 10 tỷ thì 1-300 triệu. 1-300 triệu mà công ty vốn điều lệ 10 tỷ là chắc phải 20-30 nhân viên. Đó, 20-30 nhân viên. 20-30 nhân viên thì trả lương bao nhiêu, người cho hỗ trợ 5 triệu đi. Thì duy trì khoảng 2 tháng là hết. Cũng không có là bao luôn. Mà bản thân các doanh nghiệp thì sống nhờ tiền các đồng tiền bằng luân chuyển tiền vốn đó, xoay dòng đồng vốn, chứ tiền đâu có tiền mà dư, nên việc duy trì lâu cũng khó.
mà bây giờ các chuỗi cung ứng còn đứt gãy, đâu có duy trì, đâu có luân chuyển được. Gãy cho Adam rồi. Con đít đó bà múc vô đây nè. Ok, cũng rất nó sơi, nó tơi tơi rồi đó. Hả hả? Có con trùng con. Đâu đâu đâu? Đi lại đây. Đâu đâu đâu? Đâu 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 đâu? À, đâu thấy con trùng ở trong đất. Đất mà có con trùng là đất tốt á. Ở đồng đồng chồng bà cô chú chưa? Nó làm sao, nó làm sao? Ê, có con chiếu. Đâu, đâu nữa? Đây. Ừ. Rồi, để ba hốt hốt vô cái đã. Nắng quá, con vô đi, con vô đi. Rồi, vài hình ảnh trên thân thượng chia sẻ cùng anh chị và vài thông tin ở tình hình Sài Gòn để cập nhật đến anh chị và các bạn, để mình thấy được cái Sài Gòn ngày hôm nay nó như thế nào ha. Và cũng cầu mong cho sau ngày 15 tháng 9 này thì chúng ta cũng được đi làm và cái những cái lệnh cũng giãn đi bớt, và các doanh nghiệp, các cửa hàng cũng mở từ từ lại để người dân trở nên thích nghi hơn từ từ, chứ bây giờ mong hết dịch là chuyện nó xa vời. Có những nước 1-2 năm vẫn còn dịch thì bây giờ mình chịu khó thích nghi thôi, chứ không thể nào mà muốn hết dịch trong nay mai được. Bây giờ thì cảm ơn anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với Lâm TV. Một lần nữa xin chúc anh chị và các bạn lúc nào cũng an lành, hạnh phúc và gặp may mắn trong cuộc sống. Rồi, rồi đồng bà, chào ông bà cô chú ở đồng, mấy ba ông bà cô chú ở đồng. Rồi bye 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 bye. Chú. Anh chơi gì nữa đây? Con này cho con run tắm. Anh run tắm à? Tắm đi. Rồi, được rồi, nhiêu được rồi. Rồi bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.